Thọ Khang Bảo Giám phần 7. Những ngày tháng phải kiên dâm, nguyên do và những sự báo ứng do chẳng kiên dâm. Tháng Giêng, ngày mồng 1, Tết Nguyên Đán, Ngọc Đế xem xét thần, khí, tài lộc, thọ mạng của con người, nguyệt sốc. Nếu phạm dâm sẽ báo ứng, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày mồng 3, vạn thần nhóm hội, đậu giáng. Nếu phạm sẽ báo ứng, giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày mồng 5, ngũ hư kỵ. Tháng Giêng, ngày mồng 6, lục hao kỵ, lôi trai nhật, mỗi tháng giống nhau. Báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày mồng 7, ngày thượng hội, báo ứng tổng thọ. Tháng Giêng, ngày mồng 8, vía ngũ điện Diêm La thiên tử, tứ thiên vương tuần hành, mỗi tháng giống nhau. Báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày mồng 9, vía Ngọc Hoàng Thượng Đế, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày 13, ngày kỵ Dương Công. Tháng Giêng, ngày 14, Tam Nguyên Giáng, tứ thiên vương tuần hành, mỗi tháng giống nhau. Báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày 15, Tam Nguyên Giáng, thượng nguyên thần hội, ngày rằm, mỗi tháng giống nhau. Tứ thiên vương tuần hành, mỗi tháng giống nhau. Báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày 16, Tam Nguyên Giáng, báo ứng giảm thọ. Tháng Giêng, ngày 19, vía trường xuân chân nhân. Tháng Giêng, ngày 23, thần tam thi báo cáo, tứ tiên vương tuần hành, mỗi tháng giống nhau. Tháng Giêng, ngày 25, ngày nguyệt hối, mỗi tháng giống nhau. Ngày mở kho trời đất, báo ứng giảm thọ, tổng thọ, con cái bị bệnh tật. Tháng Giêng, ngày 27, đậu giáng, mỗi tháng giống nhau. Báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày 28, các vị nhân thần ngự trong cõi âm, hãy nên kiêng ăn nằm trước một ngày, báo ứng bị bệnh. Tháng Giêng, ngày 29, tứ thiên vương tuần hành, mỗi tháng giống nhau. Tháng Giêng, ngày 30, nguyệt hối, tư mạng báo cáo, mỗi tháng giống nhau. Tứ thiên vương tuần hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng 2, ngày mồng 1, nguyệt sốc, vía nhất điện, tầng quảng vương, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 2, ngày mồng 2, vạn thần nhóm hợp, vía phước đức thổ địa chánh thần, báo ứng giảm thọ 12 năm, mắc họa. Tháng 2, ngày mồng 3, đậu giáng, vía văn xương đế quân, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 2, ngày mồng 6, lôi trai nhật, vía đông nhạc đế quân, báo ứng giảm thọ. Tháng 2, ngày mồng 8, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, vía Tống Đế Vương, vía Trường Đại Đế, tứ thiên vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 2, ngày 11, Dương Công Kỵ. Tháng 2, ngày 14, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 2, ngày 15, Thích Ca Mâu Ni Phật bát Niết Bàn, nguyệt vọng, vía Thái Thượng Lão Quân, tứ thiên vương tuần hành, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 2, ngày 17, vía Đông Phương Độ Tướng Quân. Tháng 2, ngày 18, vía Tứ Điện Ngũ Quang Vương, sinh nhật của Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 2, ngày 19, Khánh Đản Quán Âm Đại Sĩ, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 2, ngày 21, Khánh Đản Phổ Hiền Bồ Tát. Tháng 2, ngày 23, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 2, ngày 25, ngày nguyệt hối, báo ứng giảm thọ. Tháng 2, ngày 27, đậu giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 2, ngày 28, nhân thần nhóm hợp cõi âm, báo ứng mắc bệnh. Tháng 2, ngày 29, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 2, ngày 30, nguyệt hối, tư mạng báo cáo, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng 3, ngày mồng 1, nguyệt sốc, vía nhị điện Sở Giang Vương, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3, ngày mồng 3, đậu giáng, vía Huyền Thiên Thượng Đế, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3, ngày mồng 6, lôi trai nhật, báo ứng giảm thọ.
tháng 3, ngày mồng 8, ví lục điện biện thành vương, tứ thiên vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3, ngày mồng 9, ngô quỷ thần xuất, dương công kỵ, báo ứng sanh ác thai. Tháng 3, ngày 12, ví trung ương ngũ đạo. Tháng 3, ngày 14, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 3, ngày 15, nguyệt vọng, vía huyền đàn, vía hạo thiên thượng đế, tứ thiên vương tuần hành, bảo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3, ngày 16, khánh đản chuẩn đề Bồ Tát, bảo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3, ngày 18, vía trung nhạc đại đế, vía hậu thổ nương nương, tam mao giáng hạ. Tháng 3, ngày 20, ngày mở kho trời đất, vía tự tôn nương nương, bảo ứng tổng thọ. Tháng 3, ngày 23, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 3, ngày 25, ngày nguyệt hối, báo ứng giảm thọ. Tháng 3, ngày 27, đậu giáng vía thất điện Thái Sơn Vương, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3, ngày 28, nhân thần nhóm hợp cõi âm, vía thương hiệt chí thánh tiên sư, báo ứng bị bệnh, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 3, ngày 29, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 3, ngày 30, nguyệt hối, tư mạng báo cáo, tứ thiên vương tuần hành. Tháng thiếu thì kiên vào ngày 29, bảo ứng giảm thọ. Tháng 4, ngày mồng 1, nguyệt sóc, vía bát điện đô thị vương, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 4, ngày mồng 3, đậu giáng, bảo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 4, ngày mồng 4, vạn thần thiện hóa, khánh đản văn thù Bồ Tát, báo ứng sảy thai, thai chết yểu. Tháng 4, ngày mồng 6, lôi trai nhật, báo ứng giảm thọ. Tháng 4, ngày mồng 7, nam đẩu, bắc đẩu, tây đẩu cùng giáng hạ, dương công kỵ, báo ứng giảm thọ. Tháng 4, ngày mồng 8, khánh đản Thích Ca Mâu Ni Phật, vạn thần thiện hóa, thiện ác đồng tử giáng hạ, viết cửu điện bình đẳng vương, tứ thiên vương tuần hành, bảo ứng giảm thọ 12 năm, thai chết yểu, bị bệnh về máu mà chết. Tháng 4, ngày 14, vía thuần dương tổ sư, tứ thiên vương tuần hành, bảo ứng giảm thọ. Tháng 4, ngày 15, nguyệt vọng vía chung ly tổ sư, tứ thiên vương tuần hành, bảo ứng giảm thọ. Tháng 4, ngày 16, ngày trời đất mở kho, bảo ứng tổng thọ. Tháng 4, ngày 17, vía thập điện chuyển lưng vương, bảo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 4, ngày 18, ngày trời đất mở kho, vía tử vi đại đế, bảo ứng giảm thọ. Tháng 4, ngày 20, vía nhãn quang thánh mậu. Tháng 4, ngày 23, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 4, ngày 25, nguyệt hối, bảo ứng giảm thọ. Tháng 4, ngày 27, đậu giáng, bảo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 4, ngày 28, nhân thần nhóm hợp cõi âm, bảo ứng bị bệnh. Tháng 4, ngày 29, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 4, ngày 30, nguyệt hối tư mạng báo cáo, tứ thiên vương tuần hành, gặp tháng thiếu thì kiên vào ngày 29, bảo ứng giảm thọ. Tháng 5, ngày mồng 1, nguyệt sóc vía nam cực trường sanh đại đế, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 5, ngày mồng 3, đậu giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 5, ngày mồng 5, địa lạp, ngũ đế giảo định quan tước của con người, ngày cửu độc, dương công kỵ, bảo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm, chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5, ngày mồng 6, ngày cửu độc, lôi trai nhật, bảo ứng chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5, ngày mồng 7, ngày cửu độc, bảo ứng chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5, ngày mồng 8, vía nam phương ngũ đạo, tứ thiên vương tuần hành, bảo ứng tổng thọ. Tháng 5, ngày 11, ngày mở kho trời đất, vía đô thành hoàng trong thiên hạ, bảo ứng tổng thọ. Tháng 5, ngày 12, vía bính linh công, bảo ứng tổng thọ. Tháng 5, ngày 13, quang thánh giáng thần, bảo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 5, ngày 14, tứ thiên vương tuần hành, giờ tí nửa đêm là lúc trời đất giao hòa, bảo ứng trong vòng 3 năm, vợ chồng đều chết. Tháng 5, ngày 15,
Nguyệt Vọng, Ngày Cửu Độc, Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Bảo Ứng Chết Yểu, Tai Họa Bất Ngờ, Tháng Năm, Ngày 16, Ngày Cửu Độc, Ngày Nguyên Khí Tạo Hóa Vạn Vật Trong Trời Đất, Bảo Ứng Trong Vòng 3 Năm, Vợ Chồng Đều Chết, Tháng Năm, Ngày 17, Ngày Cửu Độc, Bảo Ứng Chết Yểu, Tai Họa Bất Ngờ, Tháng Năm, Ngày 18, Vía Trương Thiên Sư, Tháng Năm, Ngày 22, Vía Hiếu Nga Thần, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 Năm, Tháng Năm, Ngày 23, Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Tháng Năm, Ngày 25, Ngày Cửu Độc, Ngày Nguyệt Hối, Bảo Ứng Chết Yểu, Tai Họa Bất Ngờ, Tháng Năm, Ngày 26, Ngày Cửu Độc, Bảo Ứng Chết Yểu, Tai Họa Bất Ngờ, Tháng Năm, Ngày 27, Ngày Cửu Độc, Đậu Gián, Bảo Ứng Chết Yểu, Tai Họa Bất Ngờ, Tháng Năm, Ngày 28, Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, Bảo Ứng Bị Bệnh, Tháng Năm, Ngày 29, Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Tháng Năm, Ngày 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng Báo Cáo, Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Tháng Thiếu Thì Kiên vào Ngày 29, xét ra tháng này kiên sắc dục trọn tháng thì hơn, Bảo Ứng Giảm Thọ. Tháng 6, Ngày mồng 1, Nguyệt Sốc, nếu phạm sẽ bị Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 6, Ngày mồng 3, Đậu Gián, Dương Công Kỵ, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 6, Ngày mồng 4, Nam Thiệm Bộ Châu, Chuyển Đại Pháp Luân, Bảo Ứng Tổng Thọ. Tháng 6, Ngày mồng 6, Ngày Mở Kho Trời Đất, Lôi Trai Nhật, Bảo Ứng Tổng Thọ. Tháng 6, Ngày mồng 8, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 6, Ngày mồng 10, Khánh Đản Kim Túc Như Lai. Tháng 6, Ngày 13, Vía Tỉnh Tuyền Long Vương. Tháng 6, Ngày 14, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 6, Ngày 15, Nguyệt Vọng Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 6, Ngày 19, Quán Âm Đại Sĩ Thành Đạo, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 6, Ngày 23, Vía Nam Phương Hỏa Thần, Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Bảo Ứng Bị Trùng Tan. Tháng 6, Ngày 24, Vía Lôi Tổ, Vía Quang Đế, Bảo Ứng Giảm Tài Lộc, Giảm Thọ 12 năm. Tháng 6, Ngày 25, Ngày Nguyệt Hối, Bảo Ứng Giảm Thọ. Tháng 6, Ngày 27, Đậu Gián, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 6, Ngày 28, Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, Bảo Ứng Bị Bệnh. Tháng 6, Ngày 29, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 6, Ngày 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng Báo Cáo, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng Thiếu Thì Kiên vào Ngày 29, Bảo Ứng Giảm Thọ. Tháng 7, Ngày mồng 1, Nguyệt Sốc, Dương Công Kỵ, nếu phạm sẽ bị Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 7, Ngày mồng 3, Đậu Gián, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 7, Ngày mồng 5, Ngày Trung Hội, có khi coi là Ngày mồng 7, Bảo Ứng Tổng Thọ. Tháng 7, Ngày mồng 6, Lôi Trai Nhật, Bảo Ứng Giảm Thọ. Tháng 7, Ngày mồng 7, Đạo Đức Lạp, Ngũ Đế So Sánh Thiện Ác Của Con Người, Vía Khôi Tinh, Bảo Ứng Giảm Lộc, Giảm Thọ 12 năm. Tháng 7, Ngày mồng 8, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 7, Ngày mồng 10, Ngày Âm Độc Đại Kỵ. Tháng 7, Ngày 12, Vía Trường Chân Đàm Chân Nhân. Tháng 7, Ngày 13, Khánh Đản Đại Thế Chí Bồ Tát, Bảo Ứng Giảm Thọ. Tháng 7, Ngày 14, Tam Nguyên Giáng Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Bảo Ứng Giảm Thọ. Tháng 7, Ngày 15, Nguyệt Vọng Tam Nguyên Giáng Địa Quang Tra Sổ Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 7, Ngày 16, Tam Nguyên Giáng, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 7, Ngày 18, Vía Tây Vương Mẫu, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 7, Ngày 19, Vía Thái Tuế, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 7, Ngày 22, Vía Tăng Phước Tài Thần, Bảo Ứng Giảm Tài Lộc, Giảm Thọ 12 năm. Tháng 7, Ngày 23, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 7, Ngày 25, Nguyệt Hối, Bảo Ứng Giảm Thọ. Tháng 7, Ngày 27, Đậu Gián, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 7, Ngày 28, Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, Bảo Ứng Bị Bệnh. Tháng 7, Ngày 29, Dương Công Kỵ, Tứ Thiên Vương Tuần Hành.
Tháng 7 ngày 30, khánh đản Địa Tạng Bồ Tát, Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo, Tứ Thiên Vương tuần hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, bảo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 8 ngày mồng 1, Nguyệt Sóc vía hứa chân quân, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 8 ngày mồng 3, Đậu Giáng vía Bắc Đẩu, vía Tư Mạng Táo Quân, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm bị hỏa hoạn. Tháng 8 ngày mồng 5, vía Lôi Thành Đại Đế, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 8 ngày mồng 6, Lôi Trai, báo ứng giảm thọ. Tháng 8 ngày mồng 8, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 8 ngày mồng 10, vía Bắc Đẩu Đại Đế. Tháng 8 ngày 12, vía Tây Phương Ngũ Đạo. Tháng 8 ngày 14, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 8 ngày 15, Nguyệt Vọng Thái Âm Triều Nguyên, hãy nên thắp hương thức đêm, Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng chết độc ngột. Tháng 8 ngày 16, Thiên Tào lượt lót chân quân giáng hạ, báo ứng nghèo nàn chết yểu. Tháng 8 ngày 18, ngày trời người tăng phước, hãy nên trai giới, nghĩ tới chuyện tốt lành. Tháng 8 ngày 23, Tứ Thiên Vương tuần hành, vía Hán Hoàng Hầu Trương Hiển Vương. Tháng 8 ngày 24, vía Táo Quân Phu Nhân. Tháng 8 ngày 25, ngày Nguyệt Hối, báo ứng giảm thọ. Tháng 8 ngày 27, Đậu Giáng, vía Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, Dương Công Kỵ, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 8 ngày 28, Nhân Thần nhóm hợp cõi âm, Tứ Thiên hợp mặt nghị sự, báo ứng bị bệnh. Tháng 8 ngày 29, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 8 ngày 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo, Tứ Thiên Vương tuần hành, chư thần tra xét, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng 9 ngày mồng 1, Nguyệt Sóc vía Nam Đẩu, từ mồng 1 đến mồng 9, chín vị tinh quân thuộc Bắc Đẩu giáng hạ, trong 9 ngày này đều nên kiêng hành dâm, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày mồng 3, vía Ngũ Ôn Thần. Tháng 9 ngày mồng 8, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 9 ngày mồng 9, vía Đậu Mẫu, vía Phong Đô Đại Đế, Huyền Thiên Thượng Đế phi thăng, báo ứng giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày mồng 10, Đậu Mẫu giáng hạ, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày 11, nên kiêng cử. Tháng 9 ngày 13, vía Mạnh Bà Tôn Thần. Tháng 9 ngày 14, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 9 ngày 15, Nguyệt Vọng Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày 17, vía Kim Long Tứ Đại Vương, báo ứng bị tai nạn về nước. Tháng 9 ngày 19, Nhật Cung Nguyệt Cung hội hợp, Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, báo ứng giảm thọ. Tháng 9 ngày 23, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 9 ngày 25, Nguyệt Hối Dương Công Kỵ, báo ứng giảm thọ. Tháng 9 ngày 27, Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày 28, Nhân Thần nhóm hợp cõi âm, báo ứng bị bệnh. Tháng 9 ngày 29, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 9 ngày 30, Khánh Đản Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo, Tứ Thiên Vương tuần hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, báo ứng bệnh nguy ngập giảm thọ. Tháng 10 ngày mồng 1, Nguyệt Hối Dân Tuế Lạp Tứ Thiên Vương giáng hạ, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ chết trong vòng 1 năm. Tháng 10 ngày mồng 3, Đậu Giáng vía Tam Mao, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 10 ngày mồng 5, ngày hạ hội Khánh Đản Tổ Sư Đạt Ma, báo ứng tổn thọ. Tháng 10 ngày mồng 6, Thiên Tào khảo sát, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 10 ngày mồng 8, ngày Phật nhập Niết Bàn, Đại Kỵ Sắc Dục, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 10 ngày mồng 10, Tứ Thiên Vương giáng hạ, báo ứng trong vòng 1 năm sẽ chết. Tháng 10 ngày 11, nên kiêng sắc dục. Tháng 10 ngày 14, Tam Nguyên giáng, Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm thọ. Tháng 10 ngày 15, Nguyệt Vọng Tam Nguyên giáng, Hạ Nguyên Thủy Phủ kiểm sổ sách, Tứ Thiên Vương tuần hành,
báo ứng giảm thọ 12 năm, tháng 10 ngày 16 Tam Nguyên Giáng, tháng 10 ngày 23 Dương Công Kỵ Tứ Thiên Vương tuần hành, tháng 10 ngày 25 ngày Nguyệt Hối, báo ứng giảm thọ, tháng 10 ngày 27 Đậu Giáng, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Giáng Hạ, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 10 ngày 28 Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, báo ứng bị bệnh. Tháng 10 ngày 29 Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 10 ngày 30 Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng 11 ngày mồng 1 Nguyệt Sốc, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày mồng 3 Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày mồng 4 Vía Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, báo ứng giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày mồng 6 Vía Tây Nhạc Đại Đế, báo ứng giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày mồng 8 Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 11 ngày 11 ngày trời đất mở kho, Vía Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày 14 Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 11 ngày 15 Nguyệt Vọng Tứ Thiên Vương tuần hành. Phạm dâm vào nửa đầu đêm, báo ứng nam chết. Phạm dâm vào nửa cuối đêm, báo ứng nữ chết. Tháng 11 ngày 17 Khánh Đản Đức Phật A Di Đà. Tháng 11 ngày 19 Vía Thái Dương Nhật Cung, báo ứng tai họa oái âm. Tháng 11 ngày 21 Dương Công Kỵ, báo ứng tuyệt tự. Tháng 11 ngày 23 Vía Trường Tiên Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 11 ngày 25 Lược Lót Đại Phu Giáng Hà ngày Nguyệt Hối, báo ứng đại hung. Tháng 11 ngày 26 Vía Bắc Phương Ngũ Đạo. Tháng 11 ngày 27 Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày 28 Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, báo ứng bị bệnh. Tháng 11 ngày 29 Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 11 ngày 30 Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng chạp ngày mồng 1 Nguyệt Sốc, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng chạp ngày mồng 3 Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng chạp ngày mồng 6 ngày mở kho trời đất Lôi Trai Nhật, báo ứng giảm thọ. Tháng chạp ngày mồng 7 Lược Lót Đại Phu Giáng Hà, báo ứng bệnh ngặt. Tháng chạp ngày mồng 8 Vương Hầu Lạp ngày Thích Ca Như Lai thành Phật, Tứ Thiên Vương tuần hành. Ngày Mậu trong 10 ngày đầu tiên, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng chạp ngày 12 Thái Tổ Tam Nguyên Quân Triều Chân. Tháng chạp ngày 14 Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng chạp ngày 15 Nguyệt Vọng Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng chạp ngày 16 Vía Nam Nhạc Đại Đế. Tháng chạp ngày 19 Dương Công Kỵ. Tháng chạp ngày 20 Thiên Địa Giao Đạo, báo ứng rút ngắn tuổi thọ. Tháng chạp ngày 21 ngày Vía Thiên Do Thượng Đế. Tháng chạp ngày 23 Thần Ngũ Nhạc Giáng Hà Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng chạp ngày 24 Táo Quân Chầu Trời Tâu Điều Thiện Lẽ Ác của Nhân Gian, báo ứng đại họa. Tháng chạp ngày 25 Tam Thanh Ngọc Đế cùng Giáng Hà khảo sát thiện ác. Tháng chạp ngày 27 Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng chạp ngày 28 Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, báo ứng bị bệnh. Tháng chạp ngày 29 Khánh Đản Hoa Nghiêm Bồ Tát Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng chạp ngày 30 Chư Thần Giáng Hạ xem xét thiện ác, báo ứng phạm lỗi hành dâm thì nam lẫn nữ đều chết. Nhận định trong giới kỳ trên đây, mỗi năm có tất cả 225 ngày, tháng nhuận tính theo tháng trước đó, đều là những ngày nhất định trong một tháng. Tháng có xuân phân và thu phân. A. Tiết xuân phân, sắp có tiếng sấm, kẻ phạm dâm sẽ sanh con chẳng đầy đủ ngũ quan, tứ chi chẳng toàn vẹn, cha mẹ gặp tai nạn, hãy nên kiêng dục kể từ tiết kinh trập, kiêng hơn một tháng. B. Tiết thu phân,
sát khí rất thịnh, dương khí ngày một suy, hãy nên kiêng dục kể từ tiết Bạch Lộ kiêng hơn một tháng. 3 ngày trước và 3 ngày sau hai tiết khí ấy, cộng thành 7 ngày, phạm hành dâm trong những ngày ấy, ắt mắc bệnh ngặt nghèo, càng phải nên kiêng dè nghiêm ngặt. Tháng có đồng chí và hạ chí, a hạ chí, âm dương tranh chấp nhau, là lúc tử sanh tách rời, hãy nên kiêng dục kể từ tiết mang chủng, kiêng hơn một tháng. B. Đồng chí, là lúc âm dương tranh nhau, sanh tử tách lìa, hãy nên kiêng dục kể từ tiết đại tuyết, kiêng hơn một tháng. Hai tiết khí này là lúc âm dương dứt nói chuyện tiếp, cấm kỵ dâm sự nhất, 3 ngày trước và 3 ngày sau hai tiết ấy, tổng cộng là 7 ngày, hãy phạm dục sự, nhất định sẽ bị bệnh nguy kịch, hãy càng nên răng dè. Vào tiết đồng chí lúc nửa đêm, sau ngày canh tân, nhằm ngày tuất thứ 3, nếu phạm dâm đều sẽ chết trong vòng 1 năm. Ngày tam nguyên, rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 5 năm. Vào ngày tứ lập, lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, tứ ly, đông chí, hạ chí, xuân phân, thu phân, tứ tuyệt, ngày trước những ngày thuộc tứ lập, nhị xả, hãy phạm dâm đều giảm thọ 5 năm. Thọ thai trong ngày xả nhật, râu tóc bạc trắng. Vào ngày tam phục, ngày trăng thượng huyền và hạ huyền, ngày không trăng, 3 ngày tân mỗi tháng, nếu phạm dâm sẽ đều giảm thọ 1 năm. Vào ngày giáp tý, ngày canh thân, ngày thái tuế, hãy nên dâng hương, giữ trai giới, cúng tà Phật, phạm dâm sẽ đều bị giảm thọ 1 năm. Vào ngày giỗ tổ tiên, sinh nhật hoặc ngày giỗ của cha mẹ, hãy phạm dâm sẽ đều giảm thọ 1 năm. Vào sinh nhật của chính mình, của vợ hoặc chồng, nếu phạm dâm sẽ đều giảm thọ. Vào ngày bính đinh, ngày trời đất mở kho, hễ phạm dâm đều nhiễm bệnh. Nhằm ngày hủy bài, tức là ngày 18 tháng đủ hoặc ngày 17 tháng thiếu, hễ phạm dâm sẽ nhiễm bệnh. Nhằm ngày thập ác đại bài, tức là vào năm giáp hay kỷ, nhằm ngày mậu tuất trong tháng 3, ngày quý hợi trong tháng 7, ngày bính thân trong tháng 10, ngày đinh hợi tháng 11, năm ất hoặc canh thì là ngày nhâm thân trong tháng 4, ngày ất tỵ trong tháng 9, năm bính hoặc tân thì là ngày tân tỵ tháng 3, ngày canh thìn của tháng 9, ngày giáp thìn của tháng 10, năm đinh hoặc nhâm không có ngày kỵ, năm mậu hay quý thì là ngày kỷ sửu tháng 6, những ngày ấy đều rất xấu, hãy nên kiêng dâm. Ngày âm thác, tức là ngày canh tuất tháng giêng, ngày tân dậu tháng 2, ngày canh thân tháng 3, ngày đinh mùi tháng 4, ngày bính ngọ trong tháng 5, ngày đinh tỵ tháng 6, ngày giáp thìn tháng 7, ngày ất mão tháng 8, ngày giáp dần tháng 9, ngày quý sửu tháng 10, ngày nhâm tý tháng 11, ngày quý hợi tháng chạp, những ngày ấy khí âm không đủ, đều nên kiêng dâm. Ngày dương thác, tức là ngày thân và dần trong tháng giêng, ngày ất mão trong tháng 2, ngày giáp thìn trong tháng 3, ngày đinh tỵ trong tháng 4, ngày bính ngọ trong tháng 5, ngày đinh mùi trong tháng 6, ngày canh thân trong tháng 7, ngày tân dậu trong tháng 8, ngày canh tuất trong tháng 9, ngày quý hợi trong tháng 10, ngày nhâm tý trong tháng 11, ngày quý sửu trong tháng chạp, những ngày ấy khí dương không đủ, đều nên kiêng dâm. Nhận định, những giới kỳ đã nêu trên đây, mỗi năm đều dựa theo thời hiến thư, để dựa theo từng tháng mà chép rõ ra, kẹp vào sách này hồng tuân theo cấm giới. Vào lúc thiên kỵ nên kiêng dâm, khi nắng gắt hoặc lúc giá buốt, hễ phạm phải sẽ mắc bệnh ngặt, chẳng chữa được. Khi gió bão, giông tố, trời đất tối tăm, lúc nhật thực, nguyệt thực, lúc cầu vồng hiện ra, lúc mặt đất rúng động, phạm dâm sẽ sanh ra quái vật, mắc màng. Vào lúc ban ngày hoặc dưới trăng sao, trước ánh đèn mà phạm dâm sẽ đều bị giảm thọ. Chỗ địa kỳ hãy nên kiêng dâm. Trong phạm vị của miếu, đền, chùa, quán, điện thờ, phạm dâm ở nơi ấy sẽ bị giảm lộc và thọ rất lớn. Bên cạnh giếng, bếp, nhà vệ sinh, vườn hoang, mồ mả, xác chết, quan tài, phạm dâm nơi đó sẽ có ác thần nhập thai, sanh ra quái vật mất mạng. Đối với chuyện nhân kỵ nên kiêng hành dâm,
Khi uất hận, giận dữ khiến gan bị tổn thương, phạm dâm ắt bị bệnh. Khi đi xa, ân ái rồi đi xa trăm dặm sẽ bị bệnh. Khi vượt trăm dặm rồi ân ái sẽ chết. Khi uống say, ăn no mà ân ái, ngũ tạng sẽ bị đảo lộn. Khi đói bụng mà ân ái sẽ tổn thương nguyên thần. Sau khi bệnh, phạm dâm thì biến chứng sẽ trở lại. Khi có thai mà hành dâm sẽ tổn thương thai nhi. Vì thế sau khi biết có thai, hãy nên ngủ riêng tuyệt dục. Một là nghiêm ngặt tuân thủ giáo huấn về thai sản, không lo bị đọa thai, cũng như trẻ nhỏ bị nhiễm các bệnh độc từ trong thai, sinh ra các chứng bệnh đầu nguy hiểm, kinh phong, cam tẩu mã, vân vân. Hai là đứa con sinh ra, con trai ắt đoan nghiêm, chững chạc, gái ắt trinh lương, nhỏ nhẹ, hiền diệu, tự nhiên chẳng phạm lỗi dâm dật. Trong vòng 10 ngày sau khi sanh mà ân ái, ắt vợ phải chết. Trong vòng 100 ngày mà ăn nằm, ắt vợ mắc bệnh. Khi có kinh nguyệt, hành dâm sẽ trở thành chứng bằng huyết, nam nữ đều bị bệnh. Chiếu tre, tánh của trúc là lạnh mát, hành dâm trên chiếu tre dễ bị cảm nhiễm khí lạnh. Mền mỏng, hành dâm sẽ bị hơi lạnh thấu xương, nên tránh để cửa sổ có gió lọt qua khe. Thức khuya nên kiêng hành dâm. Vừa giao hợp xong, còn thơ khóc nỉ non bên cạnh, chớ cho nó bú. Giao hợp xong, chớ quạt ngay và uống nước trà lạnh, vì nếu bị lạnh có thể bị chết ngay. Một đêm chớ giao hợp hai lần. Đừng uống những thứ thuốc kích dục. Đừng kềm hãm không xuất tinh. Khi ngã bệnh, nổi ghẻ chóc, lở loét lên đầu, trừ phi đã bình phục hoàn toàn, vạn muôn phần đừng hành dâm. Nếu trái phạm quá nữa sẽ bị chết. Khi bị bệnh mắt chưa khỏi hoặc vừa mới lành, phạm dâm ắt sẽ bị mù. Khi bị bệnh hư lao, tuy đã dưỡng bệnh lành mạnh, vẫn nên đoạn dục một năm. Nếu nghĩ là đã lành bệnh bèn phạm dâm, quá nữa ắt phải chết. Thương tổn gân cốt, sau khi đã lành vẫn phải kiêng dâm 170 hoặc 180 ngày. Nếu chưa quá trăm ngày phạm phải phòng sự, ắt sẽ chết. Dẫu sống sót, ắt cũng đến nỗi tàn phế. Quá vất vả, quá lo lắng, quá nóng, quá sợ hãi, quá ưu sầu đều chớ nên phạm dâm. Hễ phạm dâm ắt sẽ thành bệnh dây dưa, nặng thì sẽ chết ngay. Xét những kỳ hạn kiêng hành dâm theo từng tháng, cũng như những ngày kiêng kỵ về khí trời hoặc con người đã nêu trên đây ra, mỗi tháng còn có 6-7 ngày, chẳng có mảy may nào vi phạm. Nếu nói theo người biết giữ gìn thân thể, mỗi tháng chỉ nên ân ái tối đa 3-4 lần, sẽ có thể chẳng bị bệnh tật, tinh thần mạnh mẽ, vững vàng. Hơn nữa, kẻ ít dục sẽ có nhiều con trai. Về sau, thân thể của người ấy cũng mạnh mẽ. Những kẻ trẻ tuổi vừa mới lấy vợ thường buông lung dục vọng hại thân, khiến cho niềm hòa hợp trăm năm trong nhất thời bị diệt sạch sành sanh, rất đáng đau buồn. Sao bằng kính cẩn văn giữ giới kỳ, những kỳ hạn nên kiêng hành dâm, giữ thân lập mạng, ngõ hầu mai sau được hưởng niềm vui tề mi giai lão, may mắn lắm cháu đông con, sung sướng chi bằng. Hết phần 7. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111747474,
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift Code BFTVVNVS 056. Account No 0561 370 7474. Name of Account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.